chị em. Hôm nay Hương Trần sẽ chia sẻ với các chị em một buổi tập cardio. Bởi vì tại sao? Tất cả phụ nữ của chúng ta thì đều mong muốn là có một vòng eo nhỏ và mông thật là cong và to, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Thương sẽ chia sẻ với các chị em một bí quyết để giúp cho chúng ta giảm mỡ, để có vòng eo nhỏ và có vòng mông săn chắc nữa. Đó chính là bài tập với chiếc máy đạp xe. Đạp xe là một trong những hình thức cardio rất tuyệt vời trong phòng tập gym, có thể giúp chúng ta đốt mỡ. Tại vì sao nó đốt mỡ thì Thương xin giải thích với các chị em rằng khi chúng ta đạp xe với cường độ rất là cao và liên tục như vậy thì sẽ làm gia tăng hệ số trao đổi chất. Và khi cơ thể của chúng ta được gia tăng hệ số trao đổi chất rồi thì cơ thể cũng cần một nguồn năng lượng rất là lớn cho hoạt động này. Vậy thì nguồn năng lượng đó được lấy từ đâu? Đó chính là mỡ. Vậy là bài toán giải quyết mỡ của chúng ta đã xong phải không ạ? Chúng ta phải siêng cardio. Và thứ hai, để có một vòng ba săn chắc thì sao? Đối với bài đạp xe này sẽ tác động toàn bộ vào nhóm cơ chính, đó chính là nhóm cơ đùi và mông, và sẽ giúp chúng ta săn chắc hơn, bền bỉ hơn, linh hoạt hơn các nhóm cơ ở phần mông. Và bây giờ Hương đã sẵn sàng cardio rồi, chị em cùng Hương thực hiện một quy trình giảm mỡ nhé. Đối với bài đạp xe này thì các em chị em có thể gặp hầu hết ở tất cả các phòng gym, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mỗi phòng gym thì đều có một loại xe đạp khác nhau. Nhưng mà một điều phổ biến là trước khi mà chúng ta vào đạp xe thì chị em phải cài đặt các chốt và khóa sao cho phù hợp với kích cỡ và chiều cao của mình. Ở trong buổi hướng dẫn hôm nay thì Thu Hương đã cài đặt tất cả các chốt khóa để phù hợp với vóc dáng của mình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đạp xe. Tất cả cũng vì một mục tiêu, đó là giảm mỡ và có một vòng ba săn chắc. Vậy thì đạp xe thì cũng có rất là nhiều kiểu đạp. Có chị em thì đạp bình thường như thế này, rất là thảnh thơi, tự do và đôi khi còn nghe nhạc và suy nghĩ về rất là nhiều chuyện. Có chị em thì đạp với một tư thế giống như một vận động viên chuyên nghiệp. Vậy thì tư thế đạp xe như thế nào sẽ là đúng? Thì ngày hôm nay Thu Hương sẽ chia sẻ với các chị em kỹ thuật đạp xe để giúp chúng ta tác động đến toàn bộ cơ mông và cơ đùi với mục tiêu cơ mông và cơ đùi trở nên cong hơn, căng hơn và săn chắc hơn. Và trước khi đạp xe thì Thu Hương sẽ chia sẻ tư thế như sau. Ở tư thế đạp xe, đầu tiên là hai tay của chúng ta không thể để tự do được, mà chúng ta phải đạp xe với một tư thế rất là đẳng cấp, một tư thế rất là fit liền và một tư thế giống như một vận động viên vậy. Ai cũng muốn mình thật là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thì hai tay của chúng ta sẽ bám vào tay lái của chiếc đạp xe, xin lỗi, của chiếc xe đạp. Rồi phần lưng của chúng ta thì sao? Một số chị em thì đạp xe như thế này có vẻ rất là thoải mái và tự do. Một số chị em thì đạp xe như thế này. Wow, một tư thế nó có vẻ là không được đẹp và duyên dáng lắm, đúng không ạ? Ai cũng muốn mình xuất hiện trong phòng gym với một dáng vẻ là rất là nhu mì, là duyên dáng, là sexy. Vậy thì làm sao để mà có một tư thế sexy trong quá trình chúng ta đạp xe? Hai tay chúng ta nắm vào, lưng thẳng, mặt ngẩng lên, mắt nhìn thẳng. Mông của chúng ta sẽ nhổm lên, mông chúng ta nhổm lên thật cao, thật cong. Tại vì sao? Khi các bạn nhổm lên như vậy sẽ tạo một cái tư thế rất là hấp dẫn trong phòng tập. Và đồng thời các nhóm cơ mông và cơ đùi cũng được tác động rất là tuyệt vời. Và chúng ta bắt đầu kỹ thuật nhé. Đầu tiên đây sẽ là tư thế đầu tiên. Và Hương sẽ bắt đầu đạp ở chân bên phải trước. Vậy chúng ta làm như thế nào? Một số bạn thì sẽ sử dụng toàn bộ lực dồn vào đầu gối. Và đôi khi đầu gối của chúng ta sẽ cảm rất là mỏi. Chúng ta đạp một thời gian thôi là chúng ta cảm thấy rất là chán và rất là mệt mỏi. Vậy để tránh trường hợp này thì sao? Chúng ta sẽ gồng toàn bộ cơ đùi và cơ mông. Chúng ta gồng cứng lại và chúng ta đạp xuống, hay còn gọi là ấn chiếc bàn đạp xuống. Rồi ấn xuống. Và qua chân bên này chúng ta cũng làm với kỹ thuật tương tự, đó là gồng toàn bộ cơ đùi và cơ mông. Gồng cứng lại, đạp xuống. Đạp bàn đạp xuống nào. Wow. Và cứ thế làm thật nhiều vòng với cường độ cao và liên tục như vậy trong một khoảng thời gian là 30 phút thì chị em chúng ta sẽ được đốt mỡ rất tuyệt vời. Nhớ rằng lưng luôn thẳng và mặt ngẩng lên có vẻ rất là kiêu kỳ, đúng không ạ? Lưng thẳng, mông cong, mông nhổm lên. Các bạn nhớ rằng khi mông của chúng ta nhổm lên và càng đưa ra đằng sau như thế này thì các nhóm cơ mông lại càng ăn. Wow. Đạp xe nào. Gồng cứng cơ mông và cơ đùi, đạp xuống, dí bàn đạp xuống, đạp bên trái, bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, nhanh lên, cường độ sẽ càng ngày càng nhanh, liên tục. Tại vì sao? Chúng ta đang tập trong cường độ cao mà. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là một buổi tập với cường độ rất cao. Và khi mệt thì sao? Khi mệt thì chúng ta lại ngồi xuống yên để phục hồi cơ thể trong vòng một vài giây hoặc là một phút nếu chúng ta cảm thấy mệt quá. Và chân của chúng ta thì vẫn đạp bình thường. Cố lên, cố lên. Vì một mục tiêu giảm mỡ, eo nhỏ, mông cong, săn chắc. Tôi xin được nói lại, khi chúng ta đạp xe, tại sao vòng bao của chúng ta lại trở nên săn chắc, cong hơn và căng hơn? Vì sao? Vì khi các bạn đạp, các bạn sẽ sử dụng nhóm cơ chính là cơ mông, cánh và cơ đùi. Bên cạnh đó, các nhóm cơ nằm trong vùng hông của chúng ta cũng được tác động rất là nhiều, rất là săn chắc, bền bỉ, làm cho vòng hông của chúng ta trở nên lớn hơn và các cơ mông của chúng ta trở nên săn chắc hơn. 30 phút với cường độ cao có gì là khó khăn chứ? Nếu mà chúng ta nhớ đến mục tiêu eo nhỏ, mông cong, các bạn đã sẵn sàng thay đổi chính mình hay chưa? Đã sẵn sàng tiếp nhận những cơ hội mới khi mà chúng ta đẹp hay chưa? Hương thì đã sẵn sàng rồi đấy. Tại sao đầu tư cho nhan sắc không bao giờ phí và có rất nhiều lợi nhuận? Đạp lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn đã hình dung được kỹ thuật chưa? Tôi xin nhắc lại nhé. Chúng ta gồng cứng toàn bộ cơ mông và cơ đùi. Gồng cứng cơ mông cơ đùi, đạp xuống. 1, 2, 3. Các bạn thấy không? Nhìn Hương có vẻ giống như một vận động viên đạp xe chuyên nghiệp vậy, nhưng thực ra đâu có phải. Hương chỉ là một gì nhỉ? Chỉ là một phụ nữ hai con và làm việc văn phòng. Sau những thời gian làm việc văn phòng mệt mỏi thì đến với phòng gym để tập luyện. Và tất cả các buổi tập của Hương không bao giờ quên đạp xe, chạy bộ, rồi có khi là chèo thuyền. Rất là nhiều bài tập cardio để giúp mình có thể giảm mỡ, đặc biệt là vùng bụng. Vùng bụng của Hương sau khi sinh thì cũng khá là nhiều mỡ, do vậy phải kiên trì đạp xe. Wow, đạp xe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhổ mông lên, căng cơ mông, căng cơ đùi, gồng cứng cơ mông và cơ đùi. Các bạn thấy rằng Hương không đạp xe bình thường mà cái mông của Hương đang lắc trông có vẻ rất là sexy và duyên dáng, đúng không ạ? 1, 2. Wow, mệt quá. Mệt quá chúng ta lại nghỉ lại, phục hồi cơ thể. Hít thở thì sao ạ? Trong quá trình tập luyện thì chúng ta sẽ hít thở tự nhiên. Một số bạn thì thường sẽ hít thở bằng mũi nhiều. Chúng ta hít thở tự nhiên. 1, 2. Chân của chúng ta vẫn đạp bình thường. Đây là một buổi tập cardio cường độ cao và liên tục mà. Các bạn thấy không? Đạp xe vô cùng đơn giản đúng không nào? Nhưng mà lại có rất nhiều lợi ích. Có một vòng ba săn chắc và giảm mỡ. Wow. Cố lên nào. Chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta đang đạp xe trên một con đường và chúng ta sắp tới đích rồi. Cái đích đó chính là gì? Đó chính là một vòng eo nhỏ và một vòng ba săn chắc và tuyệt vời. Wow. Hãy sẵn sàng tinh thần để thay đổi chính mình và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới cho cuộc sống. Cố lên, xong hết 30 phút rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cố lên nào Hương. Sắp giảm được mỡ rồi. Wow. Các bạn thấy không, trên mặt Hương rất là nhiều mồ hôi. Một cảm giác rất là sung sướng và đã. 1, 2, 3. Wow, nhìn vào gương kìa, trông mình giống một vận động viên vậy đó. Nhổ mông lên có vẻ rất là duyên dáng đúng không ạ? Các bạn thấy không, kỹ thuật đạp xe cũng vô cùng đơn giản. Vậy sau buổi tập đạp xe xong thì chúng ta sẽ làm gì? Đạp xe xong thì các bạn có thể sử dụng những routine để giúp phục hồi cơ thể. Một số chị em thì khi cardio thì có thể là đạp xe thôi, nhưng mà một số chị em thì cardio xong thì cũng có thể là đi bộ và chèo thuyền. Và chúng ta nhớ rằng để đốt mỡ thì chúng ta nhớ buổi cardio của chúng ta phải cường độ cao và tối thiểu là 30 phút. Wow, sắp hết 30 phút rồi, cố lên nào, vì mục tiêu giảm mỡ và săn chắc vòng 3. Wow, rất đã. Tôi nghĩ đến Hương đang có một cảm giác đốt calorie rất là nhiều, rất khỏe và sung sức. Và bài tập hướng dẫn đạp xe ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Vô cùng đơn giản, vô cùng nhẹ nhàng và cũng vô cùng duyên dáng và sexy. Chúng ta chẳng có gì phải ngại cả, hãy tự nhiên lên. Hãy nhớ rằng trong phòng gym, đừng ngại, bạn hãy thể hiện chưa hết mình, cháy bỏng hết mình khi chúng ta tập luyện.
Một thời gian chúng ta sẽ có những kết quả phù hợp và chúng ta sẽ đạt được mục tiêu vóc dáng của mình. Hương hy vọng sẽ gặp lại chị em trong các video chia sẻ về cardio hay là tập luyện để săn chắc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả mọi thắc mắc và liên hệ vẫn như các video khác. Wow, rất là mệt. Các bạn sẽ liên hệ tại địa chỉ website thehinhonline.com.vn hoặc truy cập vào kênh YouTube youtube.com/thehinhonline hay liên hệ Hương tại Facebook Thể Hình Online. Hương Trần.thol. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cố lên, cố lên. Wow, cố lên. Tập xong mà được thưởng thức whey protein với RTD 51, một bữa ăn hoàn toàn rất là lean body, tăng cơ, giảm mỡ, quá phù hợp với buổi cardio của Thương ngày hôm nay. Còn gì sung sướng hơn khi được tận hưởng protein ngay sau khi tập? Wow, xin phép các bạn nhé.